Vâng, xin kính chào quý anh chị ha. Tiếp tục gửi đến quý anh chị một sản phẩm trục chính đường Hoàng Diệu, trục Hoàng Diệu Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là trục chính huyết mạch trung tâm của trung tâm, cách đường Nguyễn Văn Linh 200m, cách cầu Rồng 400m, cách sân bay Đà Nẵng 1km. Đây là trục đường huyết mạch và lâu đời nhất của thành phố Đà Nẵng, trục rất là đông dân buôn bán làm ăn kinh doanh. Đây, xe cộ rất là tấp nập ngày đêm. Đường này rộng 12m quý anh chị, vỉa hè 4m hai bên. Và hôm nay thì tiếp tục gửi đến quý anh chị một căn nhà này giá sập hầm. Căn nhà vị trí Hoàng Diệu, mặt phố. Căn nhà này quý vị ha. Đây, căn nhà với vị trí hai mặt tiền luôn. Đây, căn nhà đúng quý vị ha. Căn nhà mặt tiền số 358, nhà 1 trệt 2 lầu. Bên hông có đường kiệt 4m. Đây, kế bên chúng ta là có một cái tòa trung tâm xây cao tầng, xây 7 tầng. Và đây, căn nhà này thì hiện tại là diện tích đất là 50m2, với chiều ngang là 6m3, chiều dài là hơn 7m. Vị trí hai mặt tiền, 1 trệt 2 lầu. Khu vực Hoàng Diệu thì đây là trung tâm kinh doanh tất cả các loại mặt hàng. Quý anh chị, chúng ta có thể kinh doanh bất cứ cái gì. Vị trí này đang rất là hiếm. Lô này thì năm ngoái thì đang chào bán với giá là 14 tỷ. Và năm nay thì giá sập hầm. Nhà chủ nợ ngân hàng quá nhiều nên muốn tháo quý anh chị. Đây, mặt tiền số 358 Hoàng Diệu. Giá hiện tại là giá không tưởng quý anh chị. Giá nhà đã xây sẵn 1 trệt 2 lầu rồi. Cái này vừa rồi có cho thuê cà phê nhưng mà đã hết hạn. Tổng diện tích là 50m2 thôi quý anh chị ha. Tổng diện tích 50m2 thôi, tới phía này thôi. Đây, từ phía kia tới phía này đó. Trục đường này kinh doanh, quý anh chị nào đang tìm vị trí kinh doanh thì có thể tham khảo phân nghiệp căn nhà này. Hiện tại là đang chào bán với giá là 9 tỷ. Giá bán căn nhà hôm nay là 9 tỷ vẫn còn thương lượng cho quý anh chị thậm chí muốn mua. Đây là ngõ hẻm thông ra đường Hoàng Diệu, thông ra đường Nguyễn Hoàng nha quý anh chị. Nói chung căn nhà này thì chủ muốn bán là chỉ tính giá đất thôi quý anh chị, tặng cái nhà 3 tầng. Tặng cái nhà này thì chúng ta có thể sửa lại sẵn cái khung rồi ha. Quý anh chị là chúng ta kinh doanh thì chúng ta sửa lại một chút thôi. Chứ giá này giá đang là sập hầm rất là nhiều rồi quý anh chị. Đây là phía bên trong.